xa hơn 1.000 dặm so với nền văn minh của nhân loại, một khu vực gọi là Point Nemo không giống như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nó còn được lựa chọn là nghĩa địa tàu vũ trụ. Ngọc Anh xin chào các bạn. Trong tập khoa học vũ trụ ngày hôm nay, hãy cùng khám phá một nơi ở tận cùng thế giới. Có thể là bạn đã từng nghe cụm từ in the middle of nowhere, tức là ở một xứ lạ hoắc, không biết từ đâu ra. Thế nhưng mà khoa học đã có thể xác định địa điểm hẻo lánh và xa xôi nhất ở trên thế giới này. Nó có tên là Point Nemo. Point Nemo là nơi hẻo lánh nhất trên trái đất, cách xa mọi địa điểm khác trên địa cầu đến hơn 1.000 dặm. Trong không gian 3 chiều, những người gần nhất với Point Nemo lại là phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây cũng là một trong những lý do để NASA và các cơ quan vũ trụ khác chọn Point Nemo giữa Thái Bình Dương là nghĩa trang không gian. Rất nhiều mảnh vỡ của thiết bị vũ trụ và rác không gian đã được cho là rơi xuống vùng biển xung quanh Point Nemo. Vào năm 2031, khi trạm vũ trụ quốc tế già yếu và lìa đời, nó cũng sẽ rơi xuống khu vực Point Nemo. Với khoảng cách xa xôi vời vợi, cái của trạm vũ trụ sẽ là sự im lặng giữa biển xanh bao la, sâu thẳm. Point Nemo được khoa học gọi là cực đại dương không thể tiếp cận, là vị trí xa xôi nhất giữa biển. Nó nằm ở 48 độ 52 phút 6 giây vĩ độ Nam và 123 độ 23 phút 6 giây kinh độ Tây, khắp xung quanh toàn là nước. Vùng đất gần nhất với Point Nemo là một đảo thuộc quần đảo Pitcairn ở phía Bắc, một đảo thuộc quần đảo Easter ở phía Đông Bắc và một hòn đảo ở phía Nam Nam Cực. Không một ai sinh sống gần Point Nemo. Các nhà khoa học gọi địa điểm này là Nemo vì trong tiếng Latin, Nemo có nghĩa là không ai cả. Như đã nói, địa điểm có người sinh sống gần nhất với Point Nemo không nằm trên mặt đất. Theo BBC, các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế luôn di chuyển cách mặt đất 258 dặm. Do đó, họ là những người ở gần Point Nemo nhất so với những cư dân địa cầu khác sống cách xa hàng ngàn dặm trùng dương. Ngay cả người đầu tiên tìm ra vị trí chính xác của Point Nemo cũng chưa từng đến thăm địa điểm này. Năm 1992, kỹ sư người Croatia ông Hrvoje Lukatela đã quyết tâm tìm kiếm một địa điểm chính xác trên Thái Bình Dương mà cách xa đất liền nhất. Ông đã làm điều đó thông qua một chương trình máy tính. Theo Life Science, rất có thể là chưa từng có ai đi qua tọa độ chính xác của Point Nemo. Đối với các cư dân khác của trái đất, không phải con người, mật độ dân số cũng vô cùng thưa thớt. Tại sao? Point Nemo nằm trong vòng quay Nam Thái Bình Dương, là một phần của hệ thống các dòng hải lưu quay của trái đất. Vì vậy, xung quanh Point Nemo là một dòng chảy xoay khổng lồ, ngăn cản dòng nước giàu dinh dưỡng tiếp cận khu vực. Do không có bất kỳ nguồn thức ăn nào, việc duy trì sự sống ở khu vực này của đại dương là gần như bất khả thi. Nhưng không có nghĩa là sự sống hoàn toàn biến mất. Các nhà khoa học đã ghi nhận một số vi khuẩn và cua nhỏ sống gần miệng núi lửa dưới đáy biển ở Point Nemo. Cũng vì Point Nemo nằm ở nơi được mô tả là khu vực có ít hoạt động sinh học nhất của các đại dương, nên các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi vào năm 1997, họ phát hiện ra một trong những âm thanh dưới nước lớn nhất ở gần Point Nemo. Âm thanh được ghi lại bởi các micro dưới nước, đặt cách nhau hơn 3.000 dặm. Các nhà khoa học tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA đã cảm thấy cực kỳ bối rối. Họ không thể nghĩ ra thứ gì có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy dưới nước và đã đặt tên cho tiếng ồn bí ẩn này là The Bloop. Tuy nhiên, những người đam mê khoa học viễn tưởng đã nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích. Khi nhà văn H.P. Lovecraft lần đầu tiên giới thiệu quái vật xúc tu khét tiếng trong quyển sách Tiếng gọi của Cthulhu năm 1926, ông đã viết rằng sinh vật này ngư trì tại thành phố bị lãng quên Raleigh ở Nam Thái Bình Dương. Tác giả Lovecraft nghĩ ra tọa độ 47 độ 9 phút vĩ Bắc và 126 độ 43 phút kinh Tây, nghĩa là rất sát với Point Nemo và gần như trùng khớp địa điểm phát ra âm thanh The Bloop. Điều kỳ lạ là nhà văn Lovecraft lần đầu tiên viết về con quái vật biển vào năm 1928, khoảng 66 năm trước khi kỹ sư Lukatela tính toán được vị trí của Nemo. Tuy nhiên, mãi sau này, khoa học mới phát hiện, hóa ra The Bloop là âm thanh của băng vỡ Nam Cực, chứ không phải tiếng gọi của quái vật. Thế nhưng, Point Nemo vẫn luôn cất giữ những điều đặc biệt khác. Do vị trí xa xôi, cách xa hoạt động ngư nghiệp và vận tải hàng hải của con người, nên khu vực xung quanh Nemo được chọn làm nghĩa địa tàu vũ trụ.
Các tàu vũ trụ tự lái, vệ tinh và nhiều loại rác không gian khác đang được thiết kế cho rơi xuống Point Nemo. Hầu hết các mảnh vỡ sẽ bị thiêu cháy khi rơi trở lại bầu khí quyển của trái đất. Còn những mảnh vỡ nhỏ sót lại khi đáp xuống Point Nemo cũng không thể gây nguy hiểm cho con người. NASA lần đầu tiên sử dụng khu vực này vào năm 1971. Đài CNN cho hay, kể từ đó hơn 263 mảnh rác không gian đã rơi xuống Point Nemo, bao gồm một số tàu vũ trụ vĩ đại nhất thế giới, hay trạm vũ trụ Mir của Nga và trạm vũ trụ đầu tiên của NASA Skylab. Quái vật xúc tu trong tiểu thuyết có lẽ không ẩn nấp bên dưới Point Nemo, nhưng khu vực này vẫn được bao quanh bởi những thứ không thuộc về thế giới này. Chúng đến từ không gian, xa ơi là xa, phía trên nơi sinh sống của chúng ta. Khác với Point Nemo được lựa chọn trở thành nghĩa địa tàu vũ trụ, thì vùng nông thôn Murcia của Tây Ban Nha lại vô tình hứng chịu hóa từ trên trời rơi xuống. Murcia có tỷ lệ nghèo đói cao nhất nhì xứ sở bò tót và từng phải xin cứu trợ, nhưng chỉ gây chú ý lớn vào năm 2016 khi mà trở thành mục tiêu cho rác không gian. Trong nhiều tháng năm 2016, khu vực Murcia nhỏ bé của Tây Ban Nha đã 3 lần bị rác vũ trụ tấn công, khiến người dân địa phương hoang mang. Khi vật thể đầu tiên rơi xuống, phóng viên Enric Soler của tờ La Opinion de Murcia nói rằng phản ứng của người dân chủ yếu là tò mò. Mọi người đều tự hỏi nó đến từ đâu. Vài ngày sau, những người nông dân và người chăn cừu địa phương phát hiện thêm 2 vật thể nữa và khu vực này đã được đưa vào diện điều tra. Những vật thể tròn đến từ không gian có đường kính khoảng 64cm bằng kích thước của một quả bóng yoga và nặng khoảng 20kg. Chẳng mấy chốc, sự tò mò chuyển sang lo lắng. Phóng viên Sola nói, khi thiên thạch thứ hai rơi xuống cách làng Kalaspara nửa dặm, mọi người đã lo lắng vì các hố do thiên thể này để lại khá là lớn. Người dân địa phương đã nhìn thấy một số vật thể không xác định, trông giống như là những quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Phóng viên Sola nói thêm, may mắn thay không ai bị thương. Khả năng một khu vực liên tục bị rác vũ trụ tấn công là rất thấp. Dù vậy, tại bất kỳ thời điểm nào thì cũng có khoảng là 500.000 mảnh rác không gian nhân tạo đang quay quanh hành tinh của chúng ta. Mặc dù một số mảnh vỡ nhỏ đến mức không thể theo dõi được, nhưng những mảnh khác thì lớn hơn một quả bóng mềm. Theo NASA, các mảnh vỡ không gian di chuyển với tốc độ khoảng 17.500 dặm một giờ và chúng đều tiềm ẩn nguy hiểm nhất định cho tàu vũ trụ hoặc trạm vũ trụ quốc tế. Vì lý do đó, NASA luôn theo dõi chặt chẽ quỹ đạo của rác không gian, thậm chí còn lập danh mục các mảnh vỡ có kích thước lớn hơn một viên bi. Chỉ riêng trong năm 2014, trạm vũ trụ quốc tế đã phải di chuyển 3 lần để tránh nguy cơ va chạm chết người với rác vũ trụ. Các bạn biết không, dù tàu vũ trụ phải đối mặt nguy hiểm khó lường như là rác không gian và muôn vàn điều bất trắc khác nữa, nhưng mà tất cả đều không ngăn được ước mơ thám hiểm vũ trụ của nhân loại. Đáng tiếc, một nỗ lực gần đây của Nga đã không có được kết quả như ý. Nhiệm vụ mặt trăng đầu tiên của Nga sau 47 năm đã thất bại khi tàu Luna 25 xoay tròn mất kiểm soát và đâm xuống bề mặt mặt trăng. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết đã mất liên lạc với con tàu vào hôm thứ Bảy 19 tháng 8. Luna 25 đã di chuyển vào một quỹ đạo không thể đoán trước và hiện không còn tồn tại do va chạm với bề mặt mặt trăng. Trích thông báo của Roscosmos, cơ quan này cũng cho biết đã thành lập một ủy ban điều tra lý do thất bại của Luna 25. Sứ mệnh này từng thắp lên hy vọng về Nga trở lại đường đua thám hiểm mặt trăng, trong khi Mỹ và Trung Quốc có một số bước tiến. Còn Ấn Độ, Israel, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng không ngừng cố gắng thám hiểm mặt trăng. Trong cuộc đua không gian đầu tiên trong lịch sử nhân loại giữa Mỹ và Liên Xô, Moscow là bên đầu tiên đã phóng một vệ tinh lên quỹ đạo trái đất vào năm 1957. Sau đó, thì nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên du hành không gian vào năm 1961. Tuy vậy, Nga đã không thực hiện sứ mệnh mặt trăng nào kể từ sau nhiệm vụ Luna 24 năm 1976. Trong tuần này, bên cạnh Nga, thì tàu vũ trụ của Ấn Độ cũng sắp đổ bộ xuống cực nam của mặt trăng. Sự thất bại của Luna 25 có nghĩa là Nga khó trở thành quốc gia đầu tiên lấy mẫu nước đóng băng mà các nhà khoa học tin rằng có tồn tại ở cực nam mặt trăng với tiềm năng cung cấp nước và nhiên liệu hydro cho các sứ mệnh khám phá vũ trụ. Các nhà khoa học Nga nhiều lần phàn nàn về năng lực của những nhà quản lý chương trình vũ trụ với nhiều dự án kém thực tế. Cách đây hơn một thập kỷ, thất bại của nhiệm vụ 2011 Phobos Grunt hướng tới một trong những mặt trăng của sao Hỏa đã nêu bật thách thức mà chương trình vũ trụ của Nga đang đối mặt.
tàu vũ trụ thậm chí không thể rời khỏi quỹ đạo trái đất và rơi xuống Thái Bình Dương năm 2012. Tuy vậy, theo Reuters, sứ mệnh Luna 25 chưa thành công cũng không tác động quá lớn đối với chương trình thám hiểm và nghiên cứu mặt trăng của Nga. Mặt khác, vụ đổ bộ thất bại giữa lúc nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ của Nga đối mặt với những thách thức không nhỏ. Trong khi đó, một tàu vũ trụ Ấn Độ đang chuẩn bị đáp xuống mặt trăng. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO thông báo trạm đổ bộ của nhiệm vụ Chandrayaan 3 dự kiến đáp xuống mặt trăng vào lúc tối ngày 23 tháng 8. ISRO hôm 20 tháng 8 cho biết quá trình hạ cánh sẽ được phát sóng trực tiếp trên website chính thức của tổ chức này cũng như là trên kênh truyền hình quốc gia Doordarshan của Ấn Độ và nhiều nền tảng mạng xã hội như là Facebook và YouTube. ISRO chia sẻ công cuộc khám phá không gian của Ấn Độ đạt được cột mốc đáng chú ý với nhiệm vụ Chandrayaan 3 sắp tới, sẵn sàng hạ cánh nhẹ nhàng xuống bề mặt mặt trăng. Thành tựu này sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với khoa học, kỹ thuật, công nghệ và công nghiệp của Ấn Độ, tượng trưng cho sự tiến bộ của đất nước trong lĩnh vực khám phá không gian. Tên lửa LVM-3 đã đưa trạm đổ bộ Vikram của nhiệm vụ Chandrayaan 3 bay lên từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan vào chiều ngày 14 tháng 7. Trạm đổ bộ tăng dần độ cao, sau đó khai hỏa động cơ vào ngày 31 tháng 7 để hướng tới mặt trăng. Nó đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng hôm 5 tháng 8. Trạm đổ bộ Vikram có mang theo một robot nhỏ gọi là Pragyan. Bộ đôi chạy bằng năng lượng mặt trời này sẽ khám phá bề mặt trong một ngày trên mặt trăng bằng khoảng 14 ngày trái đất, trước khi đêm mặt trăng tối và lạnh buông xuống, khiến chúng cạn kiệt pin. Trạm đổ bộ nhắm đến điểm hạ cánh có tọa độ là 69,37 độ Vĩ Nam, 32,35 độ Kinh Đông, gần cực nam mặt trăng, nơi có thể tồn tại băng nước hữu ích cho việc chế tạo nhiên liệu đẩy hoặc là duy trì sự sống. Vậy còn Hàn Quốc đang nỗ lực thám hiểm mặt trăng như thế nào? Các bạn có thể tìm hiểu trong tập khoa học vũ trụ hôm trước nha. Hoặc là lắng nghe câu chuyện khó tin về phi hành gia Lee So nhìn thấy 7 thiên sứ không gian. Còn bây giờ, tập khoa học vũ trụ ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận cuối chương trình nha. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc 10 giờ sáng ngày mai.